Xin chào các bạn, mình là Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình lại quay cho các bạn xem các loại mẫu chữ thọ vuông của bên mình các bạn nhé. Đây các bạn ạ, đây là mẫu chữ thọ vuông của bên mình các bạn ạ. Bên mình mẫu chữ thọ vuông này, bên mình có loại bé nhất là 7 vuông 70 cm, và loại to nhất là 1m2 các bạn nhé. Bên mình làm bằng hộp 2x4 mạ kém, dày ly tư các bạn ạ, cho nên là cái độ chắc chắn, độ cứng rất là chắc chắn các bạn nhé. Và các bạn đấy, bên mình làm bằng dây chuyền, cho nên cái độ chính xác rất là cao các bạn nhé. Cái độ tiếp giáp giữa cái đố cửa là gồm có một điểm tiếp giáp này các bạn, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 6 điểm tiếp giáp vào đố cửa, rất là chuẩn các bạn ạ. Nó có một độ thẳng xuyên suốt luôn các bạn nhé. Cho nên là các bạn về gia công vào cửa sắt nhà các bạn thì rất là dễ dàng và dễ gia công các bạn ạ. Nó không phải là nó cái thọ cái thụt thì gia công nó khó các bạn nhé. Và đồng thời hàng bên mình là những cái mối này là của nó đều liền luôn các bạn nhé, đều là mối liền, trên sờ vào đây không có một tí ba bia ba dớ nào các bạn nhé, rất là mượt tay các bạn ạ. Bên mình có nhận ship toàn quốc, nên các bạn nào đang làm cửa hoa cửa sắt ở mọi tỉnh thành, nếu mà cần đến chữ thọ vuông và chữ thọ tròn thì cứ gọi cho mình có đủ các loại kích thước cho các bạn nhé. Hộp bên mình là hộp ly tư, dày ly tư và hộp 2x4 các bạn ạ, mạ kém, cho nên là rất là bền. Đây thì mình lên cửa là nó như thế này các bạn, còn hai cái thanh đố cửa nó nằm ở bên dưới này các bạn nhé. Khi mình lên cửa, mẫu chữ thọ là nó hình như thế này các bạn ạ. Bên mình có vuông là loại bé nhất là 70 cm, còn loại to, loại lớn là 1m2 các bạn nhé. Cho nên là nó vừa các loại cửa luôn các bạn ạ, từ cửa to đến cửa vừa, cửa bé. Hàng bên mình lên rất là chuông, rất vuông vắn, rất đẹp các bạn ạ. Vì mình làm theo khuôn có dây chuyền, và đồng thời là những cái mối này của bên mình là mối liền hết, nên độ chắc chắn rất là chuẩn các bạn nhé. Và đồng thời bên mình còn cả có mẫu chữ thọ tròn nữa các bạn ạ. Hôm nay là mình quay cho các bạn xem cái sản phẩm chữ thọ vuông. Anh em nào thích vuông thì lấy vuông, và thích tròn thì lấy tròn. Mình nhận ship toàn quốc, một bộ mình cũng ship anh em nhé. Bên mình có đủ các loại kích thước cho các anh em lựa chọn. Sau đây mình xin phép dừng video đây nhé. Chào anh em, chào các bạn nhé.